với mong muốn mang đến một Noel ấm áp, tạo không khí vui nhộn tại trung tâm thương mại An Đông 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn thuộc tập đoàn An Đông tổ chức đêm văn nghệ mừng Giáng sinh và chào năm mới 2024, tặng quà cho các em nhỏ tại trung tâm và khu vực lân cận đến tham dự chương trình. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ Hạ Châu, Bích Thủy, Bích Phượng, Khánh Tuấn, Bình Mập, Hoàng Đăng Khoa, Kha Sơn, Thanh Tùng. Tổng giám đốc tập đoàn An Đông Bích Thủy cho biết, chương trình nhằm tri ân khách hàng đã ủng hộ trung tâm thương mại An Đông 3, thị trấn Đức Hòa trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng những hoạt động này sẽ góp phần giúp trung tâm thương mại trở thành trung tâm văn hóa trọng điểm của thị trấn. Vào chủ nhật hàng tuần, đoàn tình ca Bắc Sơn cũng biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân. Chúng tôi sẽ luôn làm mới nội dung biểu diễn để khán giả càng yêu mến sân khấu tình ca Bắc Sơn cũng như yêu quê hương Đức Hòa nói riêng và Long An nói chung, nơi đã giúp An Đông ngày càng lớn mạnh.